Alo em yêu à? Ừ anh Cú này. Ừ. Đến nhà anh chơi á. Wow. Nhà anh ở đâu á? Em cứ đi thẳng xuống, xong rồi đi sang. Ôi lòng 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 lòng. Cầm hộ. Đi sang, xong rồi đi xuống. Đi qua cái cầu gần đến nhà anh rồi đấy. Em đi nhầm đường rồi. Ừ. Không phải đâu. Em cứ đi thẳng xuống. Xong rồi quay sang. Không phải. Xong rồi đi lên. Là gần khỏi cái nhà. Chưa. Xong rồi đi. Gần cái nhà kia kìa. Thế em ăn cơm chưa? Chưa ăn á. Thế sang nhà anh mổ gà cho ăn. Xong rồi mặc quần áo đẹp đẹp đi nha. Xong rồi đi anh nay em đi siêu thị. Siêu thị mua một gấu bông. Gấu bông về ôm nó xuống. Mặc quần áo đẹp đẹp vào nha. Ờ, anh em. Xong chưa? Cái đường mà anh chỉ ấy, anh nhớ nha. Anh đi lạc ấy. Anh ấy hiểu nhầm rồi. Oh no. Thế đâu? Đi đi. Xong chưa? Chưa. Em cứ đi thẳng là cái đường đi. Gì vậy? Cái gì đấy? Alo, chia tay nha, chúng mình không hợp nhau. Anh không sai, em không sai, mà là Yamate cô đã sai. Ui à, thế nha. Được. Ui ơi. Ui giời, tớ đang tán gái bây giờ cậu nói như thế thì bây giờ tớ biết nói làm sao bây giờ? Tại cậu đưa tớ cái bạn người ta đi qua đường nhìn tớ cứ như gà ăn xin ấy, cho một đống tiền này, nhìn mặt tớ như này mà thiếu ra công tử này mà đương nhiên lại biến này ăn xin rồi. Ngại quá đi mất. Thế sao không nói? Nhưng mà có tiền rồi này, bây giờ tớ mới cậu đi mua đồ ăn vặt cổng trường đi. Hay da. Đồ ăn vặt cổng trường ra giờ xưa rồi, bây giờ người ta mua đồ ăn vặt ở trên TikTok. Tớ mới đặt đồ ăn trên TikTok đây 300k luôn. Ui dồi, cậu bị hâm rồi, đồ ăn vặt trên TikTok gì mà tận 300k. Đồ ăn vặt ở cổng trường ấy 30k thôi là cậu ăn tẹt bô rồi. Cậu đúng là bị lừa rồi. Ui giời, đồ ăn vặt ở TikTok tuy nó đắt nhưng mà nó đẳng sực cấp lên đây. Được chắc đâu, đồ ăn cổng trường 30k cũng hơi bị ngon đấy nha, nhiều nữa. Đồ ăn TikTok ngon hơn. Đồ ăn cổng trường ngon hơn. Đồ ăn TikTok. Cổng trường. TikTok. Cậu đâu giờ? Ui, gì này? Trật tự đi, hai cái đứa này có cái gì mà cãi nhau ông sò mới cả lên như thế. Để im cho con chó nó ngủ. Nhà chị có chó đâu. Chó nhà hàng xóm. Chó nhà hàng xóm mình liên quan đến chị. Sao lại không liên quan? Bây giờ chó nhà hàng xóm nó không ngủ được. Thế nó khó ngủ, nó đau đầu, nó sủa nhiều. Nó sủa nhiều thì chị ngủ cũng sao được. Nhưng mà đồ ăn cổng trường ngon hơn. TikTok ngon hơn. Có thế mà cũng phải cãi nhau. Bây giờ nha, chị quyết định hai đứa cứ đi mua đồ ăn vặt cổng trường. Đồ ăn vặt trên TikTok đi. Xem đồ ăn vặt của ai ngon hơn. Thế thôi mà. Để chị đang ở giữa, chị đang trọng tài nhá. Em cho luôn. Đấy, chị đang công tâm luôn đấy. Sẽ dùng 30k để chứng minh cho cái thằng này đồ ăn 300k trên TikTok, xem của ai ngon hơn, nó bị lừa. Rồi, đi mua đồ đi. Em đã rồi, nó đang ship tới rồi. Lấy đi, em giết em mình. Đồ ăn 30k cổng trường. Đồ ăn 300k trên TikTok. Rồi, xin trân trọng quảng cáo và thông báo với tất cả các quý vị đang xem video này. Ngày hôm nay chính là đại chiến đồ ăn vặt cổng trường 30k và đồ ăn vặt trên TikTok. Rồi, cách chơi như sau. Bây giờ mỗi người sẽ lấy ra một món đồ ăn để hai đứa thử. Mình sẽ chấm điểm về hình thức, đó là vị có ngon không, hình thức có bắt mắt không, giá cả chênh lệch bao nhiêu. Rồi, mấy đứa biết chưa? Em biết rồi. Rồi, khui ra đây. Vâng, em khui chưa? Nhìn nó thấy là cái đồ 30k này bé tí rồi. Nhìn đồ 300k to này mà. Bé nên có vỏ ấy chị à. Không có bỏ thì em ăn luôn chứ. Vì thời tiết hôm nay rất là ủng hộ, nhưng mà ủng hộ các bác nông dân đang cấy cày ngoài kia nhá. Còn không ủng hộ hai đứa chơi thử thách nên là chúng mình sẽ di chuyển vào trong nhà. Nhanh lên. Món đầu tiên, hai đứa rồi, món đầu tiên ra nha. Món đầu tiên của em là đùi gà cạp cà. Đùi gà cạp cà. Đùi gà nhìn rất gì? Đâu, đùi gà của Thái Lan đấy chàng. Rồi. Tàn chú Thái Lan luôn. Sao xịn vậy á? Xịn nữ, cổng trường nó bị xịn nè. Wow. Xịn sao bằng của em. Của em món đầu tiên, khô gà lá chanh. Một đứa thì khô gà làm từ ức gà, một đứa thì đùi gà luôn. Để xem là đùi gà thắng hay là ức gà thắng nha các bạn. Bác ra xem nào. Để bác chơi cho. Làm gì có chuyện là đùi gà là giá mấy nghìn đúng không các bạn? Đánh giá hình thức, màu sắc bắt mắt rất thu hút trẻ con. Nhìn cũng rất là giống cái đùi gà nhưng mà sắc chỉ là hàng siêu nhỏ. Cái này thực ra nó trẻ ra là bim bim nha các bạn. Làm gì có cái đùi gà nào đây. Nhưng mà thơm. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử. Anh đánh giá xem vị không nhỉ? Ôi dồi, cay thế! Cay ngon à? Cay như thế này thì mấy em nhỏ làm sao mà ăn được đúng không? Đang gọi đồ ăn vặt thì dành cho mọi lứa tuổi chứ. Như này trẻ con làm sao ăn được? Ôi dồi, cay á! Cái này của em bao tiền? 10.000 chị ạ. Cái này hộp này bao tiền? Cái này khoảng 4-5-6-7 chục gì ấy chị ạ. Chúng ta cụ thể ạ? Vâng, em chỉ biết là 4-5-6-7 chục gì ấy thôi. Bởi vì em mua cả combo chị ạ. Cái này có lợi thế là mua cả combo, không được chọn tách vị chắc giá khác đúng không? Rồi, khui ra em nào. Như mở bia luôn các bạn nha. Chết. Cái này chết. Bia chị ạ. Đo thử nào.
Trời ơi, đây là ớt mà, khô gà đâu vậy? Đây là khô ớt các bạn ạ. Được cái đặc điểm là rất là nhiều ớt nha. Kia là có vị cay đâu, thế này là nguyên một quả ớt luôn. Thích ăn ớt là có ớt đấy. Ngoài ăn được ăn khô gà ra, mình còn được ăn khô ớt này, khô chanh nữa. Đấy, lá chanh cũng nguyên lá luôn. Nhưng mà nó phải có như vậy thì nó mới thơm chị ạ. Theo rồi đi ăn thử đi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Có vị này á, nó là gà. Gà. Cái này chỉ dành cho những người mà ăn được cay thôi nhá. Muốn em nhận xét nào so với cái đùi gà của em? Tức là có vị gà hơn đúng không? Gà là đúng cái tên gọi hơn nha. Cái kia con mò của em mò gà, ở kia là một bim bim hiếu á. Kia nó sẽ là bim bim hình gà thôi. Rồi đồ ăn TikTok ngon hơn, một không nhưng mà lâu. Yeah. Nhưng mà món thứ hai đi. Hai. Đây là món ngon mê say. Có món ngon mê say. Nó là như vậy chẳng? Là món gì? Khô heo cháy tỏi chẳng ạ? Thế heo có heo, khô heo cháy tỏi phiên bản TikTok. Ừ nha, wow, đỉnh cao vậy. Ui, nhìn màu giống nhau đấy. Của em cơ, của anh tỏi riêng này, dành cho những người thích ăn tỏi. Anh không thích ăn tỏi bỏ ra, anh thích ăn tỏi chọn vào. Cộng một điểm. Vâng, còn của em thì nhường, cún gấp hai lần. Cộng một điểm thì nhiều, nhưng mà vì nó đắt quá. Nếu mà về hình thức thì nó ngang nhau này, điểm bằng giống nhau này, ít tiền với nhiều tiền thì nó chỉ hơn nhau ở số lượng thôi. Bây giờ chất lượng rồi thử, ăn thử bên của cuốn trước. Giống hình. Ôi trời ơi, hôi thế. Ui giời, thằng này ăn tỏi xong rồi kêu hôi. Mẹ ăn đi theo thôi kìa. Hai vị nó khác nhau nha. Được cái này heo thật. Thật. Nhưng mà mình sẽ cộng cho bên đồ ăn và cộng chung một điểm. Yeah. Món tiếp theo đi ăn nữa, tỷ số bây giờ đang là 1-1. Món của em này, da heo tỏi ớt. Không. Chắc cũng không có rồi, hết heo rồi. Ui giời ơi, da heo bình thường. Món em à, món lách tai heo. Món heo thơm ngon khó cưỡng. Phải có lợn bị hôi nách là cậu thua là chắc rồi con à. Viêm tai giữa thì thôi đấy. Ui giời, cậu nói thế cái khác gì da heo của cậu là da heo bị ghẻ à. Chưa biết ai hơn ai đâu, phải bóc ra ăn thử. Cái đứa này nói tăn cái gì kinh thế chứ lại. Đấy. Chị ăn chấm điểm em, nhìn nó là bắt mắt chân chàng rồi. Ui dồi ôi. Mình so sánh đây, một miếng tai, một miếng da này. Cái này là hàng pha kia chịu một điểm. Oh no. Không tính. Ăn thử với nhau đi, cái da heo này chị thấy là chị có mỗi vị giòn thôi. Chị nghe thấy mỗi giòn đấy, ngoài ra là không có một cái vị nữa luôn mà còn vị ngấy nữa ạ. Nghe kiểu tóc mỡ các bạn. Cái này cũng giòn nhưng mà giòn kiểu cứng ấy, rất là cứng nha. Đấy, mình phải bẻ hết cỡ nó mới ra. Bên này giòn tan. Rồi, mình thấy cái bên tay heo pha keo cũng ngon hơn nha các bạn nha. So bên này một điểm. Đồng ý không? Hai đứa đồng ý không? Không, không đồng ý ạ. Đồng ý á? À, em thắng à? Ừ. Em đồng ý, đồng ý. Hiện tại tỷ số là 2-1 nhưng mà cũng mới đây. Còn đồ ăn không thì mang ra đây, không thì là cũng mới đây thắng này. Quén là khô, bò chanh ớt. Món xịn xóa nhất em bây giờ mới tung ra đây. Để nốc đảo được không? Chưa chắc ai sách đào hay đâu. Của em là khô bò miếng nguyên một cục tảng ở đây luôn nhá. Ăn lòi mồm luôn nhá. Lòi mồm con mèo gáy răng này. Bóc ra. Đây một khay luôn nhá. Em một miếng thôi là to hơn cái khay của anh rồi. Để chị khui cho. Ủa chị làm sao đây? Cái này có thể là cho được cả miếng thịt bò tôm đúng như này vào trong một cái lọ. Trời ơi. Ở trong lọ vẫn còn này. Quá là xịn sò luôn. Bên này được cộng một điểm so với độ xịn sò rồi. Nhìn hình thức này. Nhìn bên này á, tàn màu, phẩm màu đó này. Wow các bạn ơi. Ui nhìn trong dưới cây em chẳng ơi, cái vỏ cây ấy chẳng. Nhìn chất lượng lắm các bạn ạ. Sẽ thử bên của Long trước. Ăn thử đi, mày ăn đi. Cái món của em là không ngon chẳng ơi. Cái thịt bò này là có vị thịt bò luôn nhá. Chứ không phải là không đâu. Tại vì thịt bò nó cũng mình ngái ngái nè. Các bạn ăn thịt bò các bạn cũng biết là có vị thịt bò thật. Còn cái bên này, bên cái này mình ăn nhiều rồi nhưng mình vẫn sẽ ăn để đánh giá. Thế không ngon chẳng ơi. Nó chỉ có vị gia vị thôi. Không có mùi thịt bò. Cái này á, nếu mà muốn thắng ấy phải thêm chanh tỏi ớt. Ăn ít thôi. Thắng đúng không? Thua. Không phục đúng không? Phục. Phục luôn. Cái này ngon hơn nè. Số là 2-2. Ui dồi, em mà đứng 3 đi. Món cuối cùng à. Cái này còn đâu mà món cuối cùng không còn nhiều. Của em còn mực sợi hấp dừa. Wow. Của em còn
còn mỗi hộp không? Thay đồ ấy, 30.000 của em chỉ mua được bằng này thôi. Thế chắc chắn của em thắng rồi nhá. Bây giờ ăn thử của em xem nào. Cố Na mua được đồ ăn 30.000 bằng khá chất lượng ấy. Cân bằng tỷ số được với lòng, nếu mà còn đồ chưa biết là ai thắng ai thua đâu đúng không các bạn? Mực này là mực hấp nước dừa các bạn. Chuẩn là mùi mực luôn, rất là khắm luôn. Cái này không thể là bột mì hay là cái gì được, mà cái này đúng là mực đám cưới người ta xé ra này. Nhưng mà nó hấp với nước dừa nên là nó có màu hồng, nhìn bắt mắt này mà lại không có vị cay đúng không? Cái này trẻ con ăn được này. Cái này ngon nhất luôn các bạn. Ngon đấy. Mùi à, mùi à, mùi à. Bây giờ thì anh hiểu ai mới là người bị lừa chưa? Bye bye mấy đứa nha, chị về đây. Gọi chị nha, chị giả lại cái hộp. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ Kai Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.